Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ có một cái thức tới sáng nữa, chờ gì mình lắm thế. Nên ok, vào thôi nào. Hello, trời ơi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ viết một cái kế hoạch. Là vì nếu mình không có kế hoạch thì chắc mình không có biết nó làm cái gì. Và whoop, đây là cái kế hoạch của mình. Mình sẽ thức đến 6 giờ sáng. Và tối nay mình có rất nhiều thứ để làm luôn. Wow, quá là ổn. Bây giờ mình sẽ làm gì với tóc mình? Là vì mình cảm thấy nếu mình để dài nó sẽ rất là bù xù, nên mình sẽ làm gì đó. Ok, làm toàn là bị lỗi không à? Đợi xíu. Và mình đã xong rồi, chắc rất là lâu mình mới làm cái tóc này á. Và ở đằng sau có nhìn ổn không? Cũng ổn đó. Hôm nay cả bài đặt thắt tóc nữa. Quá là xì xin. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nên mình sẽ tắt đèn và cái tay mình khều khều không ra. Ok, được rồi. Mình có cái thói quen xấu này, ưa cua cua cái tay. Hình như bị lòi một cục ra sao á. Nhìn gương như vậy đủ rồi, ok đi thôi nào. Tối nay mình sẽ đi với anh mình, hello. Vẫn còn đang quá là dịch nên mình phải mang theo cái bịch khẩu trang này. An toàn là số 1. Mình quay buổi tối nên chất lượng sẽ hơi bị kỳ kỳ nên các bạn hãy thông cảm nha, ok. Mình đã vào trong xe rồi. Để mình đổi cái nón này vào nè. Wow, nhìn giống như là con Teletubby luôn á. Không khác một chút nào luôn á. Còn mang dép ngôi sao nữa kìa. Và bây giờ tụi mình lên trên đường đi qua cái biển Newport Beach là cũng xa khoảng 30 phút. Buổi tối về đường vắng hẳn luôn á. Và mình đã gần tới rồi, các bạn thấy cái màu xanh xanh là biển á. Hello, bây giờ là 10 giờ và tụi mình đã tới biển rồi. Chỗ này là ngay biển luôn á. Mình thấy mấy cái tiệm gần đây nó nhỏ nhỏ, nó nhìn dễ thương hay sao. Ui, các bạn thấy biển không? Mình không thấy gì hết. Trước khi vào thì mình phải đeo khẩu trang. Và đi thôi. Ok, mình đã quay lại rồi nè. Trời ơi, dưới biển này là nó lạnh lạnh mát mát hay sao? Tối nay tụi mình sẽ ăn donut. Whoop. Chỗ này là mở suốt đêm luôn. Và úi dồi ui, xếp hàng gì mà dài dữ vậy? Hơi bị mất kiên nhẫn luôn ạ. Anh mình đang kiểu như là nhắn tin rất là chăm chỉ luôn. Mình có thể nhìn thấy những cái bánh donut ngon ngon mềm. Và chỗ này bắt đeo khẩu trang quá là tốt. Hello. Hả? Mình đã vào và mua bánh donut rồi. Và bây giờ mình sẽ mang ra ngoài để ăn. Ngồi ngay biển ăn luôn. Ánh sáng này phải gọi là quá là tệ nên các bạn hãy thông cảm. Nhưng bây giờ mình sẽ ăn cái bánh donut ngon ngon của mình. Oh my god, nó dính như vậy. Đây là glazed donut, là bánh donut mà nó có cái đường lên. Phải gọi là quá tiểu đường. Và nó quá là ngon luôn, cái bánh donut nó fluffy, nó nhẹ nhẹ sao á. Có thể đây là bánh donut ngon nhất mình đã bao giờ ăn. Còn đứng cầm bánh donut đạo dáng nữa, hơi bị lố rồi đấy. Cái tay mình dính dữ luôn á. Bây giờ mình sẽ ngồi đây và thưởng thức cái donut của mình. Quá là phê. Úp, và mình đã ăn xong rồi. Cái đường làm cái môi mình nó dính á. Và mình bỏ thùng rác thôi. Yeah. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào cái khu này. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đóng cửa rồi, chỉ cái donut mở cửa thôi. Ủa, đây là gì thế? Ok. Phải gọi là nhìn giống như trang nhau luôn á. Quá là ngầu. Wow. Mình thì nhìn không có giống lắm. Ông này hơi bị nhiều cơ bắp luôn á. Hello, mình đã quay lại xe rồi. Cuối cùng cũng được thoát khẩu trang ra nè. No. Và tất nhiên mình phải rửa tay để cho nó an toàn. Whoop whoop. Và hôm nay mình mặc quần Newport Beach và mình đang ở Newport Beach. Gì mà hợp dữ vậy Jenny? Tự nhiên có cái bà này đứng hát hát á. Quá là ổn. Ok. Nhìn giống như một quả trứng vậy. Hello. Và bây giờ tụi mình đang trên đường đi về nhà. Năm sau mình đã thi lái xe rồi nên mình không biết là mình lái hay sao nữa. Mình thấy nhìn ghê ghê là sao. Nhất là chạy cao tốc như vậy nè. Nên mình mong là mình sẽ ok. Sau khoảng 30 phút thì mình đã về tới nhà rồi. Để mình đi vào nè. Và lên phòng thôi. Mình đã vào lại phòng rồi. Và mình sẽ ngồi đây thôi. Hello, bây giờ là 12 giờ và mình sẽ bắt đầu cái vẽ của mình. Mình thường thức tới sáng nào cũng có cái này đó. Các bạn nhớ hồi đó mình vẽ cái này không? Còn bài đặt tình cảm nữa. Để mình tìm cái nữa nè. Và cái này nữa trong thức tới sáng lần thứ 2, 2020. Cái này mình vẽ hơi bị fail á. Mình sẽ vẽ lên cái tờ trống này. Nhưng đầu tiên thì mình sẽ vẽ bằng bút chì. Mình không biết nên vẽ gì ha. Nhưng mà cái đầu mình không có suy nghĩ được cái gì luôn á. Ok, mình đã vẽ ý tưởng rồi, nhìn có ổn không? Và mình đã vẽ xong cái bút chì rồi, mình thấy nó nhìn cũng khá là ok. Chủ đề này là Covid-19, whoop whoop. Quá là hot luôn. Và sau đó thì mình sẽ dùng cái bút đen này để tô lại. Nguyên bịch này có rất nhiều kích cỡ luôn. Mình không biết nên chọn kích cỡ 0.8 hay là 1 nữa. Để mình thử nè. Úp, mình sẽ chọn 0.8. Hả? Ok, bây giờ thì mình đồ nó thôi. Khúc này nó hơi ghê ghê là vì nếu mình làm lỗi thì mình không thể chùi ra được.
Và mình đã xong rồi. Xong rồi mình sẽ tải những cái bút chì ra, nhưng mình không có gom nên mình sẽ xài cái gom ở đầu cái bút chì này nè. Mà ý gì mà khó dữ vậy? Ok được rồi, mình cũng không thích xài cái gom này là vì nó rất là nhỏ, là vì nếu mình xài hết á thì mình không có cái để mình dùng, nhưng thôi xài cái này cũng được là vì mình không có gom nào khác. Mình đã xài nửa cái gom luôn. Nó hơi bị dơ dơ nên mình sẽ phủi gom ra. Nó nhìn cũng được. Mình đang khát nước dữ dội luôn á. Để mình uống nước đã. Ồ, và đây là cái bút màu của mình. Mình đã mới mua một bộ mới như cái này cùng hiệu như nó hay hơn. Bút này rất là ngầu luôn là vì nó có hai đầu và một đầu là một cái cọ cọ này nè. Còn hữu nữa. Mình sẽ gắn cái điện thoại lên đây để quay nè. Nhìn ổn rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ tô màu thôi. Và khúc này hơi bị lâu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tâm sự hello các bạn sau rồi. Thì mình mong là các bạn có thể giữ an toàn trong cái mùa dịch không ở chút nào này. Và mình cũng khá là sợ là vì bên Mỹ có rất là nhiều người bị. Nhưng mình ráng rất là an toàn nên mình nghĩ nó sẽ ok. Nhưng mình mong là các bạn sẽ an toàn luôn, là vì Việt Nam hiện tại cũng hơi bị có vấn đề đó. Nên yeah, mình chúc các bạn an toàn và không bị vấn đề gì. Ok, tâm sự xong rồi. Mình uống nước nữa nè. Và hiện tại thì mình vừa vẽ và vừa coi Phineas and Ferb. Whoop whoop. Hồi nhỏ mình coi cái này hoài nhưng bây giờ mình coi tiếp. Và khi mình tô là mình ưa tô kiểu như là hai màu mình trộn cùng với nhau á, nên mất cũng hơi lâu á. Nhưng mình rất thích cái đầu này luôn là vì kiểu nó nhanh nhanh hơn và nó mượt hơn hay sao á. Nhưng mà khi mình tô lên là nó u đã quá. Mình đã chính thức bỏ cuộc là vì mình quá là lười. Nên bây giờ mình sẽ đi xuống nhà để làm nước uống để mình uống. Mình đã xuống bếp rồi. Ủa? Mình không bình thường xuống đây trễ vậy đâu. Và tối nay mình sẽ làm món matcha latte. Mình dùng cái bột matcha này nè. Và các bạn biết cái bột này mắc muốn chết luôn, có tới 10 đô một bịch lận á. Cũng không có nhiều nữa. Để mình thử nè. Và ôi dồi ôi, cái mùi nó rất là mạnh luôn á. Hello, mình đã quay lại với một cái ly. Để mình cho đá vào ly nè. Như vậy là cũng đủ đá rồi. Cho vào khoảng nửa ly đá thôi. Để mình tâm sự về cái này nè. Ok, các bạn biết khi các bạn mua nước uống á thì người ta ưa cho kiểu là quá trời đá luôn á. Giống như là nước uống hút một xíu là nó hết luôn. Và đá là 75% và nước là 25%. Mình đang nghi là người ta làm vậy là vì khi cho ít nước á là cái giá nguyên liệu sẽ rẻ hơn. Hơi bị mờ ám rồi đây các tiệm. Wow. Không biết nên làm sao đây. Thì mình lấy một cái ly nữa và mình sẽ cho matcha vào. Mình rất là lười rửa thêm muỗng nên mình sẽ lắc nó vào vậy nè. Ok, mình nghĩ là như vậy đủ rồi. Và mình cho nước nóng vào để mình trộn nữa. Vì cái bột này nó rất là khó tan nên mình phải trộn nước nóng. Ừ, cái mùi đắng đắng. Mình trộn nãy giờ mà nó không có ra luôn á. Thôi như vậy cũng được rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào cái creamer này. Nó có mùi vani rất là thơm luôn và mình nghĩ cho vào nó sẽ ngọt hơn và nó còn béo béo hơn nữa. Và mình trộn lên thôi. Và tiếp theo mình sẽ cho vào cái almond milk này. Mình nghĩ nó gọi là sữa hạt nhân. Và mình đổ vào một chút vào đây. Rồi trộn nó nữa. Để mình thử nè. Và nó cũng... Mình trộn sao mà nó văng lên mặt mình luôn á. Sau mình xịt mặt ong lên cái ly đi cho nó đẹp đẹp. Rồi mình sẽ đổ sữa hạt nhân vào cái ly này nữa. Có đủ chưa? Để mình đổ thêm nè. Ok, như vậy đủ rồi. Cuối cùng thì mình sẽ đổ cái matcha vào. Và nó có cái màu trắng, màu xanh nhìn rất là đẹp luôn. Để mình uống thử một chút. Và nó cũng ngon đó. Từ xa nữa kìa. Ok, bây giờ mình sẽ dọn mọi thứ là vì mình nghĩ là mình để giờ nó sẽ rất là dơ và nó còn hư nữa. Ok. Đi lên lầu thôi nào. Hello, bây giờ mình sẽ chụp hình thumbnail với cái phần rất là quen thuộc luôn phải không? Như có thể như vậy hơi bị tối quá nên mình sẽ bật cái đèn của mình. Úp. Mình kiểu như là không có thể lựa chọn được cái màu nào mình thích luôn á. Mình nghĩ màu này là ổn nhất. Để mình đổ cái này vào và thọc cái tóc mình vào nữa. Thôi mình đổi ý rồi. Còn lôi cái popcorn ra chụp nữa. Gì mà lắm thế. Ồ, nhìn nó ngon dữ dội luôn. Ok, mình chụp như vậy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây và thưởng thức cái nước matcha của mình. Trộn trộn cho nó đều nè. Nó không có ngọt lắm, kiểu như nó ngọt vừa đủ luôn á. Và nó thanh thanh, nó đá đá. Ok. Bây giờ thì mình ngồi đây ăn popcorn, uống matcha và coi Phineas and Ferb. Woop woop, quá là đã luôn. Cái bắp này nó ngon ngon phê phê là sao á. Mình nghĩ thấy ngồi đây nguyên ngày ăn cái popcorn này luôn. Bây giờ là 3 giờ, mình cũng sắp đi học lại rồi. Mình không biết là chuyện đó bao giờ. Mình sắp đi học lại rồi, nhưng cái đầu của mình hiện tại nó không ổn là vì kiểu như là rất là lâu rồi mình chưa đi học á.
nên cái đầu của mình nó cảm thấy như là nó ngu ngu đi. Bây giờ mình sẽ làm toán cho cái đầu của mình cảm thấy thoáng hơn. Ok. Và để làm toán thì mình sẽ dùng cái app này gọi là Quanda, cái phần mềm làm toán gọi là Mathspresso. Cái app này rất là hay luôn, là vì nó có thể giúp mình làm toán và hiểu những cái câu toán. Là vì năm sau mình sẽ lên lớp 10 nên mình nghĩ là toán nó sẽ khó hơn. Lông mày mình nó... It's okay. Mình sẽ dùng cái này. Đây là cái phần mềm tìm kiếm. Mình có thể kiểu như là scan nó, mình chụp hình nó. Ok, và bây giờ nó sẽ tìm kiếm. Và nó có các cái lời giải mình có thể dùng và chọn cái nào mà mình hiểu nhất. Ví dụ như là toán lớp 12 á, thì Quanda vẫn có thể giải được. Và nó hiện lên cái câu hỏi luôn. Và theo với cái chức năng tìm kiếm thì Quanda Mathspresso cũng có cái chức năng đồng hồ. Thì cái chức năng này nó rất là lợi ích cho mình. Vừa học rồi mình bật cái timer này lên á, thì nó có thể làm cho mình focus hơn. Ok, thôi nói nhiều quá Jenny. Và theo với cái này thì mình cũng có thể học cùng với bạn của mình nữa. Mình có thể rủ thêm bạn mình vào. Rất là hay là vì có thể học cùng với bạn để bớt cô đơn, phải không? Như là học một mình hơi bị cô đơn á, nên học với bạn á cho nó vui hơn. Và yeah, đó là cái app này, nó rất là hay. Mình đã bỏ cái link ở dưới cái phần mô tả và cái phần comment. Ok, như vậy đủ rồi Jenny, bye bye. Bây giờ là 4 giờ và mình còn chưa đánh răng nữa trời ơi. Quá là bận thiểu nên bây giờ mình sẽ đi đánh răng. Mình đã vào toilet rồi, để mình rửa cái ly đã. Và bây giờ mình đánh răng thôi. Dính tùm lum rồi. Sau khi mình đánh răng thì mình sẽ floss cái răng của mình, để cho nó không bị dính gì hết. Cái này làm hơi bị đau đau. Whoop, xong rồi, tắt đèn đi ra thôi. Còn há cái miệng ra nữa. Và bây giờ mình sẽ có một cái tiệc nhảy một mình, vì mình quá là cô đơn luôn. Như là cái tay mình bị vấn đề hay sao. Suốt ngày quơ quơ lắc lắc lục đại không à. Mình nên ngừng nhảy. Ồ, cái đèn này chiếu vào mặt mình luôn. Quơ tay hay bị mạnh bạo luôn rồi đấy. Để mình bật cái đèn chuối mình lên nè. Wow. Ok, hơi bị khùng quá rồi Jenny. Mình thấy mình nhìn giống y chang cái thằng này luôn á. Thì hôm bữa mình đã mua cái này để làm như video này. Nhưng hiện tại mình rất là lười, nên là thôi bỏ đi. Cái não mình không thể suy nghĩ được nữa. Nên whoop. Bây giờ là 5 giờ sáng, whoop whoop, và mình sẽ ngồi đây coi thêm Phineas and Ferb. Thôi mình bỏ ngồi rồi, mình nằm luôn, hơi bị phê luôn rồi đấy. Mình đang nằm đây sảng khoái cuộc đời nè. Mình nghĩ là nãy giờ mình coi tới 10 tập luôn rồi á. Có thể mình nghiện không? Bây giờ là 6 giờ, mặt trời vẫn chưa mọc. Là vì hôm nay thì mặt trời 6 giờ rưỡi mới mọc. Nên bây giờ mình đi ngủ thôi, ok, bye bye. Đây là ngày hôm sau và mình đã tô màu xong rồi. Thành phẩm nhìn mà quá là chói luôn. Và đằng sau thì nhìn lạ lạ sao. Ủa, mình kìa. Và yeah, đó là đó thôi. Lần này bye bye thiệt á.